Món thịt sông khói là một trong những món ăn đặc sản của Trung Quốc. Vào năm 2010, món ăn này đã được vinh danh vào danh sách những di sản văn hóa phi vật thể của đất nước tỷ dân khu vực Đông Á. Có thể một số bạn xem kênh đã ăn tại nhà hàng hoặc là tự tay nấu món này và biết được rằng trong kỹ thuật chế biến thịt hun khói thì ướp muối là giai đoạn quan trọng nhất, giai đoạn quyết định độ ngon miệng, hấp dẫn của món ăn. Hầu hết người dân Trung Quốc rất ưa chuộng món này, nhưng đến năm 2012 thì có một sự kiện hy hữu đã xảy ra, vô tình khiến cho người dân trở nên nhạy cảm và hạn chế thưởng thức nó trong một khoảng thời gian dài. Kết quả là việc kinh doanh trở nên ế ẩm và thậm chí một số hàng quán bắt buộc phải đóng cửa. Hãy đón xem video này để biết nguyên do của sự việc này là gì nhé. Xin chào, chào mừng bạn đã đến với kênh Kỳ án Thế giới. Tại khu vực phía đông của phố Lưu Dương, tỉnh Hồ Nam, có một khu chợ ở địa phương thường xuyên tấp nập người qua lại. Một trong những nguyên nhân của sự sầm uất này là vì hầu hết các mặt hàng đều có giá bình dân, thái độ của người bán rất thân thiện. Đa số các tiểu thương ở đây đều sống ở trong một tòa nhà dân cư cũ 4 tầng. Dường như ngày nào mọi người cũng chạm mặt nhau nên biết rất rõ về nhau. Vào tháng 6 năm 2012, thành phố Lưu Dương cũng giống như là các thành phố khác tại tỉnh Hồ Nam, một ngày bình thường bắt đầu với mức nhiệt cao ngất ngưởng, thậm chí là dẫn đến những trường hợp sốc nhiệt và nhập viện. Không riêng gì tỉnh Hồ Nam mà các địa phương lân cận cũng có một điểm chung là hiện tượng sáng nắng chiều mưa. Những trận mưa lớn bất chợt không chỉ khiến cho việc đi lại của người dân gặp khó khăn mà còn gây ra hiện tượng ngập úng cục bộ. Đặc biệt là tình trạng này thường hay xuất hiện tại các khu dân cư cũ nơi có hệ thống thoát nước quá tải xuống cấp. Những ngày cuối tháng 5, đầu tháng 6 năm 2012, mưa liên tục nhiều ngày tại thành phố Lưu Dương khiến cho cuộc sống của người dân tại huyện Hoài Xuyên nói chung và người dân tại cộng đồng Thành Đông nói riêng gặp rất nhiều khó khăn. Những phiên chợ trở nên ẩm ương, vắng khách. Khu dân cư Thành Đông được xây dựng và đi vào hoạt động tính đến năm 2012 cũng được gần 20 năm. Do lâu đời, cộng thêm không có sự nâng cấp kịp thời nên tình trạng của căn hộ tương đối cũ kỹ. Mặc dù chưa tới độ sập xệ đến nỗi phải giải thể, nhưng xét về vẻ bề ngoài thì không được bắt mắt cho lắm. Những gia đình có điều kiện khá giả, họ không chọn ở đây, thay vào đó hầu hết cư dân đều là những người lao động bình dân. Ngày 1 tháng 6 lại là một ngày có mưa tầm tã. Kết quả là một lượng lớn nước mưa tích tụ ở trên mái nhà của các tòa nhà dân cư. Nước mưa chảy xuống các khe hở và len lỏi vào các nhà của một số hộ dân trên tầng 4. Những hộ gia đình bị ảnh hưởng đã báo cáo vấn đề này cho chủ của khu chung cư là ông Lưu để cho ông Lưu nhanh chóng tìm cách khắc phục. Sau khi nhận phàn nàn từ người thuê nhà, ông Lưu cam kết rằng sẽ đặt ống thoát nước ở trên tầng thượng, tránh nước mưa thấm vào tường của những căn nhà bên dưới. Để tìm hiểu tình hình kỹ hơn thì ông Lưu một mình đi bộ lên trên tầng thượng quan sát. Khi lên tới tầng thượng, ông Lưu phát hiện có nhiều vật thể màu trắng hình hộp chữ nhật nằm rải rác trên những cục xi măng. Vì hôm đó trời mây mù, bản thân đã có tuổi nên ông Lưu không thể xác nhận rõ đó là thứ gì. Ông tò mò tiến lại gần hơn thì ông phát hiện ra tổng cộng có 3 chiếc thùng xốp. Những chiếc thùng xốp này có kích thước khá to, miệng thùng được dán băng keo kín mít, trông khá bí hiểm. Ông Lưu không rõ bên trong đựng thứ gì, nhưng phán đoán là vật thể rất quan trọng mới được niêm phong kỹ như vậy. Ông Lưu định bê những chiếc thùng này gom lại cùng một chỗ để chừa khoảng trống cho việc lắp đặt ống thoát nước. Nhưng trọng lượng của những chiếc thùng xốp khá nặng, với sức lực yếu ớt thì không thể nào một mình nhấc lên. Ông chỉ có thể đứng nhìn một cách bất lực. Ngay sáng ngày hôm sau, ngày 2 tháng 6, nhân lúc trời chưa đổ mưa, ông Lưu đã gọi một người quen tên là Lý Vương. Ông Lưu thuê Lý Vương nhấc 3 chiếc thùng xốp sang một bên và tổng vệ sinh trên tầng thượng bằng cách nào cũng được, miễn là không cản trở đến việc lắp đặt đường ống thoát nước. Công việc này, đối với một người sức dài vai rộng như anh Vương mà nói, thì lại dễ như trở bàn tay. Anh Vương cho rằng chuyện này quá dễ dàng, có thể xử lý trong khoảng thời gian ngắn, còn được trả công hậu hĩnh nên tội gì mà không nhận. Thế là anh đồng ý yêu cầu của ông Lưu. Nhưng Vương không làm việc này một mình mà rủ thêm một người bạn khác. Sau khi thống nhất giá cả với người chủ nhà, Lý Vương cùng với người bạn lập tức di chuyển lên tầng thượng, chuẩn bị bắt tay vào công việc. Vừa lên đến nơi, đập vào mắt của anh Vương là 3 chiếc thùng xốp màu trắng, sai đại.
Theo như lời cảnh báo trước của ông Lưu, đúng là những chiếc thùng xốp này bốc ra mùi hôi khó chịu. Anh Vương không đeo khẩu trang nên cố gắng nín thở theo từng đợt nhưng không ích gì. Mùi hăng cứ sồng sộc vào mũi khiến cho anh Vương không thể chịu đựng được. Anh Vương thắc mắc không biết bên trong chứa đựng thứ quái gì mà đều tỏa ra mùi khủng khiếp đến như vậy. Căn bệnh tò mò không khiến cho anh Vương tránh xa mà ngược lại càng muốn mở nắp thùng ra để tìm hiểu. Anh Vương mở nắp thùng ra thì phát hiện ở bên trong chứa một lớp muối khá dày. Khi lấy tay đẩy lớp muối sang một bên thì lộ ra một tấm bao bì với chất liệu nhựa. Tấm bao này gần như trải kín bề mặt, che đậy thứ gì đó ở bên dưới. Hiển nhiên là nguồn gốc của mùi hôi đang ẩn giấu ở đằng sau tấm bao này. Lúc này anh Vương bắt đầu nghĩ lung tung, có cảm giác hơi ớn lạnh nhưng vẫn lấy hết can đảm để nhấc tấm bao lên. Những gì hiện ra trước mắt khi đó đã khiến anh phải hét lớn và ngã phịch ra đằng sau. Mô tả đến đoạn này, mình đoán chắc là bạn cũng đã tưởng tượng ra vật thể ở bên trong là gì rồi, có đúng không ạ? Thứ mà anh Vương nhìn thấy là một bàn chân teo nhỏ, phân hủy đến mức gần như chỉ còn trơ xương. Trực giác mách bảo anh Vương đó chính là chân người bị chặt rời. Lần đầu tiên trong đời nhìn thấy cảnh tượng này, anh Vương như chết ngất trong phút chốc. Nhưng vài phút sau khi hoàn hồn, anh chợt vật đứng dậy, chạy đến mấy chiếc thùng khác để kiểm tra xem. Kết quả là đúng như dự đoán ban đầu, hai chiếc thùng còn lại đều chứa đầy xác chết, phủ đầy muối bên trên. Trước giờ, việc ướp thịt bằng muối là một bước không thể thiếu của món thịt sông khói. Nhưng ai lại tàn nhẫn đến mức giết người, chặt thành từng mảnh rồi ướp muối như thế này? Không lẽ là định làm món thịt người sông khói? Trong trạng thái hoảng loạn, anh Vương và người bạn chỉ biết la hét. Tiếng la hét của họ đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của những hộ dân sống ở tầng cao nhất. Một đám đông lên đến hàng chục người đã nhanh chóng có mặt trước khi cảnh sát đến và phong tỏa hiện trường. Xác định đây là một vụ án giết người phân xác với tính chất đặc biệt nghiêm trọng, thuộc top báo động tại địa phương, nên cảnh sát thành phố Lưu Dương đã nhanh chóng thành lập tổ chuyên án và mở hồ sơ điều tra. Theo như quan sát sơ bộ, tổng cộng có 3 thùng xốp đựng thi thể. Tất cả đều được ướp muối, che chắn và niêm phong một cách cẩn thận. Thi thể đã phân hủy trầm trọng nên gây cản trở lớn cho quá trình khám nghiệm tử thi. Thông qua đặc điểm về mái tóc, bước đầu xác định nạn nhân là nữ giới, khoảng 30 tuổi, cao từ 1m6 đến 1m65. Nạn nhân không mặc quần áo, cô ấy đã bị chặt rời thành 9 mảnh. Mỗi 3 mảnh được bọc vào một thùng xốp và rắc lên trên một lớp muối dày. Cảnh sát đã tiến hành tìm kiếm kỹ lưỡng ở bên trong thùng xốp, cũng như là tỏa ra xung quanh khu vực sân thượng, nhưng không phát hiện có bất cứ vật thể hay giấy tờ nào giúp chứng minh danh tính. Lúc này, không những người dân xung quanh mà các cảnh sát đang xử lý vụ án cũng cau mày, bởi họ chưa bao giờ nhìn thấy một phương pháp chặt xác tàn nhẫn như vậy trong nhiều năm làm nhiệm vụ. Nạn nhân là ai? Cô ấy đã trải qua những gì trước khi qua đời? Hung thủ và nạn nhân có mối quan hệ như thế nào? Hàng loạt các thắc mắc được đặt ra, cùng lúc đó là những phán đoán ngoài lề của người dân khiến cho vụ án thêm bí ẩn. Các bác sĩ pháp y sau khi khám nghiệm tử thi đã đưa ra phán đoán về thời gian tử vong, đó là khoảng 1 năm rưỡi đến 2 năm trước. Tuy nhiên con số này vẫn có thể có sự chênh lệch, bởi vì thi thể đã bị ướp muối. Muối có tác dụng hỗ trợ giữ độ tươi của thi thể và phân tán mùi hôi, yếu tố gây nên ảnh hưởng không nhỏ trong công tác xác định thời gian tử vong. Các bác sĩ pháp y quan sát thấy ở trên sọ của nạn nhân không xuất hiện vết nứt, từ đó loại trừ khả năng bị tấn công ở đầu. Hiện tại, nguyên nhân tử vong vẫn chưa được xác định rõ, tuy nhiên mọi người vẫn nghiêng về phương án nạn nhân tử vong do ngạt cơ học. 3 thùng xốp không xuất hiện vết thủng nào, có thể nó được mua mới chỉ để với mục đích là trữ thi thể nạn nhân. Mặc dù vậy, cảnh sát phát hiện thấy có một số vết cào giống như là móng vuốt của mèo. Tuy nhiên, phần xốp rất dày. Về cơ bản, lực cào của một con mèo thì sẽ không thể khiến nó bị biến dạng. Những chiếc thùng xốp này có dấu hiệu cũ đi do tác động của mưa nắng. Nhưng trước khi bị anh Vương mở nắp ra thì nó vẫn được dán chặt nhiều vòng. Hơn nữa, lớp muối dày cũng sẽ giúp cản trở việc xâm nhập của các loại côn trùng từ bên ngoài. Hung thủ chia thi thể nạn nhân ra làm 9 phần, bao gồm phần đầu, phần thân từ cổ đến dưới ngực, phần dưới ngực cho đến bẹn, hai chân chia làm 4 theo khớp gối và hai cánh tay. Từ phương thức giết người phân xác dã man, cảnh sát đánh giá đây là một vụ trả thù.
hung thủ chắc chắn có mối thù rất lớn với nạn nhân nên mới ra tay tàn độc như vậy. Các vết cắt ở trên thi thể không được gọn gàng, nhiều vết chồng chéo lên nhau thể hiện rõ thông qua hình ảnh vết lằn chi chít trên xương. Cảnh sát kết luận việc phân chia hoàn toàn không phải được thực hiện bởi một chiếc cưa máy hay cưa tay mà là một con dao bếp. Việc tự tay phân chia thi thể thành từng mảnh chứng tỏ hung thủ có một tâm lý vững vàng, người này có khả năng cao là nam giới, thậm chí là quen với việc giải phẫu, thường xuyên tiếp xúc với máu và những cảnh tượng mang tính chất ám ảnh. Cảnh sát cũng đưa ra nhận định rằng quá trình giết người và chặt xác có lẽ diễn ra trong một khoảng không gian kín, có thể là tại nhà nạn nhân hoặc là nhà của hung thủ. Công việc này đòi hỏi mất nhiều thời gian và chắc chắn sẽ tạo ra tiếng động lớn. Hung thủ thường có xu hướng phân chia thi thể và vứt xác vào đêm khuya. Cảnh sát đưa ra hai lập luận như sau. Nếu như người gây án là nữ giới thì chắc chắn sẽ phải có sự hỗ trợ của một đối tượng khác. Điều này cũng có nghĩa hung thủ nhiều hơn một người. Nếu như hung thủ là nam giới thì hắn ta phải có sức khỏe tốt, thân hình vạm vỡ, ít nhất là giống như người trình báo Lý Vương thì mới có thể khuân cùng lúc 3 chiếc thùng xốp ướp muối cỡ lớn lên sân thượng. Sau khi xem xét tất cả những manh mối thu thập được, cảnh sát suy đoán khả năng cao hung thủ và nạn nhân có thể sống tại khu chung cư này. Chính vì vậy, phạm vi điều tra về cơ bản đã được thu hẹp. Trong khi lực lượng pháp y vẫn tiếp tục tiến hành giám định chuyên sâu hơn, thì các điều tra viên đã bắt đầu tìm kiếm thêm manh mối từ việc thu thập thông tin từ những người dân xung quanh. Lần mở rộng phỏng vấn, cảnh sát được cung cấp một thông tin quan trọng. Chủ khu dân cư, ông Lưu, cho biết cách đây khoảng 2 năm, có một cặp vợ chồng đến thuê căn hộ ở lầu 4 của tòa nhà. Cả hai chỉ ở trong vòng nửa năm, nhưng nửa năm này liên tục xảy ra cãi vã ầm ĩ làm ảnh hưởng đến những hộ xung quanh. Hai vợ chồng không phải là người ở thành phố Lưu Dương, họ làm công việc lao động chân tay tại khu chợ. Điểm gây ấn tượng mạnh là cả hai đều có xăm hình và ăn nói thô lỗ. Ngày trả nhà và rời đi, ông Lưu chỉ thấy một mình người chồng. Chính ông Lưu đã phụ đối phương khuân một số đồ đạc nặng xuống bên dưới nên nhớ rất rõ. Khi đó ông Lưu lân la dò hỏi về người vợ nhưng không nhận được phản hồi. Đối phương có biểu hiện lảng tránh câu hỏi này, thậm chí còn nạt nộ ông. Từ hồ sơ người thuê nhà, ông Lưu nhanh chóng xác nhận với cảnh sát danh tính của cặp đôi. Người chồng tên Triệu Dĩnh Phong, 35 tuổi và người vợ là Lưu Hoàn Trân, 24 tuổi, cả hai đều là người Hồ Nam. Ông Lưu kể thêm, ngày Phong rời đi, anh ta để quên một chiếc thùng xốp mới căng, chiếc thùng xốp với kích thước nhỏ hơn so với loại mà hung thủ dùng để chứa thi thể. Ông Lưu thấy tiếc nên đã lấy về để khi có dịp thì dùng. Manh mối do ông Lưu cung cấp khiến cho cảnh sát nghi ngờ. Họ đặt ra một giả thuyết như sau. Triệu Dĩnh Phong và Lưu Hoàn Trân xảy ra mâu thuẫn dẫn đến án mạng. Để che đậy tội ác, Phong đã dùng dao phân chia thi thể thành nhiều mảnh rồi cho vào thùng xốp mang lên vứt ở tầng thượng. Phong có ngoại hình cao lớn, hơn nữa anh ta ở tầng cao nhất và gần với tầng thượng nhất nên việc khuân vác rất dễ dàng và thuận tiện. Còn về chiếc thùng xốp mới có thể giải thích rằng cỡ của nó nhỏ hơn nên không chứa vừa thi thể, kết quả bị Phong bỏ lại. Trên đây là những giả thuyết mà cảnh sát đặt ra dựa vào manh mối do ông chủ Lưu cung cấp. Các suy luận có vẻ khá phù hợp với những tình tiết thu thập được. Tuy nhiên, tất cả đều chỉ là giả thuyết, cần phải được xác minh một cách rõ ràng. Lúc này, cảnh sát đã nhập tên về Triệu Dĩnh Phong và Lưu Hoàn Trân ở trên cơ sở dữ liệu về dân số quốc gia. Họ ngay lập tức phát hiện thêm nhiều thông tin hữu ích. Cụ thể là Lưu Hoàn Trân đã bị cảnh sát tỉnh Hồ Bắc bắt và phạt tù vì hành vi trộm cắp vào tháng 5 năm 2010, hiện vẫn chưa được tại ngoại. Triệu Dĩnh Phong cũng từng vào tù vì hành vi tương tự, nhưng đó là chuyện của nhiều năm về trước. Hiện anh ta không phải là đối tượng bị cơ quan chức năng truy đuổi hay tình nghi phạm tội. Thông tin này ngay lập tức đã bác bỏ suy luận của cảnh sát về việc Phong sát hại vợ. Thời điểm mà Triệu Dĩnh Phong rời đi là thời gian mà Trân bị phạt tù. Đây cũng chính là lý do vì sao mà hôm dọn dẹp, ông Lưu chỉ nhìn thấy có một mình Phong. Tuy nhiên, vẫn còn một nghi vấn liên quan đến chiếc thùng xốp mới bị bỏ lại. Cảnh sát lại tiếp tục đưa ra thêm khả năng nạn nhân là bạn bè, tình nhân hoặc là người thân đến chơi và bị Phong sát hại. Cảnh sát chắc chắn cần phải liên hệ với Triệu Dĩnh Phong để tìm hiểu tình hình. Ngay sau khi cảnh sát chuẩn bị truy tìm manh mối về Triệu Dĩnh Phong thì họ lại nhận thêm một thông tin khác từ người dân ở trong khu dân cư.
Theo ký ức của một người dân sống ở tầng 4, họ từng thấy có người đến nhận những thùng xốp này. Người đàn ông này sống ở tầng 2 của tòa nhà, anh ta tên là Diệp Giang Niên. Niên nói rằng những chiếc thùng đựng thịt ngâm muối là một trong những khâu quan trọng để làm thịt xông khói. Chúng do chính tay anh ta làm và yêu cầu không ai được chạm vào. Lúc này, cảnh sát biết thêm một thông tin khác từ ông Lưu rằng người đàn ông sống ở tầng 2 tên Diệp Giang Niên từng điều hành một quán thịt xông khói cách đây không xa, nhưng tiệm hiện đã ngừng hoạt động. Điều quan trọng là vợ của anh Niên, cô Tống Dương Kinh, đã đột ngột biến mất kể từ giữa năm 2010, tính đến nay cũng được khoảng 2 năm. Sau nhiều cuộc thăm dò, dường như mọi nghi vấn đều đổ dồn về Diệp Giang Niên. Chính vì vậy, lực lượng chức năng đã quyết định đến nhà để gặp anh ta. Khi đến nơi, cảnh sát phát hiện Niên đột nhiên biến mất, điện thoại cũng đã ngắt kết nối. Niên đã đi đâu đó và để lại người con trai 8 tuổi, trông hơi khờ khạo, ở nhà một mình. Động thái bất thường này khiến cho cảnh sát thêm nghi ngờ. Cảnh sát ngay lập tức sử dụng video giám sát xung quanh lối vào khu dân cư và camera tại các trục đường chính để truy lùng Niên. Họ phát hiện anh ta đi xe máy với tốc độ cao, di chuyển rất nhanh ở trên đường. Trên lưng chỉ đeo một chiếc ba lô nhỏ. Khi di chuyển, còn nhiều lần nhìn lại, biểu hiện rất mờ ám, giống như là đang muốn kiểm tra xem có ai theo dõi mình hay không. Không may là sau đó cảnh sát không còn phát hiện ra manh mối về cung đường di chuyển của nghi phạm nữa. Đêm khuya ngày 2 tháng 6 năm 2012, cảnh sát thành phố Lưu Dương đã truy đuổi Diệp Giang Niên suốt 9 tiếng đồng hồ nhưng vẫn chưa bắt được anh ta. Đúng lúc cảnh sát lo lắng thì Niên bỗng từ đâu lững thững bước vào. Trong bộ dạng Niên rất mệt mỏi, anh ta cúi đầu, đi thẳng một mạch và đưa hai tay cho cảnh sát. Tại đồn, Niên xác nhận với cảnh sát rằng thi thể bị phân mảnh ở trong ba chiếc thùng xốp là của vợ mình, Tống Dương Kinh. Khi Lý Vương và người bạn phát hiện ra thi thể thì cũng là lúc Niên vẫn đang ở nhà. Không lâu sau đó, hắn ta nghe thấy tiếng bước chân của rất nhiều người đi lên trên lầu. Họ bàn tán xôn xao về những chiếc thùng xốp được đặt tại sân thượng. Lúc này, Niên nhận ra có điều gì đó không ổn. Hắn vội vàng mặc quần áo và chạy lên nóc tòa nhà, định sẽ cố gắng di chuyển chúng đi, nhưng đã quá muộn. Niên đứng sang một bên, tận mắt chứng kiến các bác sĩ pháp y đưa thi thể vợ mình ra khỏi hộp xốp. Niên bắt đầu run rẩy, hắn vội vàng chạy xuống lầu, định sẽ bỏ trốn. Nhưng khi bình tĩnh trở lại thì cho rằng ý tưởng bỏ trốn không phải là sáng suốt, vì việc bản thân đột ngột biến mất thì chắc chắn sẽ bị tình nghi. Hắn cố gắng tự trấn an bản thân, sau đó khu dân cư cứ như dậy sóng khiến cho bản thân càng thêm bất an nên quyết định tẩu thoát. Hắn lái xe máy đến bến xe địa phương, lên một chiếc xe buýt ngẫu nhiên. Sau khi xuống xe, hắn vẫn lo lắng và lên một chiếc xe buýt khác. Cuối cùng, tại thị trấn Liêu Phong, hắn mở nguồn điện thoại gọi vào số của bạn mình tên Trương Bình. Trong cuộc điện thoại, Niên kể cho Bình nghe chuyện đã xảy ra, hy vọng anh ta có thể ra tay cứu giúp. Tuy nhiên, Trương Bình nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề và nói với hắn rằng dù có chạy trốn thế nào đi nữa thì hắn ta cũng không bao giờ thoát khỏi sự trừng trị của pháp luật. Bình khuyên Niên nên sớm ra đầu hàng, biết đâu lại được khoan hồng và có cơ hội sống sót. Cuối cùng, dưới sự thuyết phục của bạn thân, Niên nghĩ đến đứa con 8 tuổi một mình ở nhà, cảm thấy hối hận nên đã buông bỏ ý định trốn chạy và đến đồn cảnh sát. Niên đã giết vợ mình 2 năm trước, tức năm hắn 31 tuổi, nhưng do sống với tội lỗi quá khủng khiếp này nên hắn cảm thấy dường như bị tra tấn hàng ngày. Mặc dù chỉ mới 33 tuổi, nhưng tóc bạc đi rất nhiều, ngoại hình tiều tụy, không khác nào người đàn ông trung niên khốn khổ. Vậy tại sao hắn ta lại sát hại vợ mình? Quá trình gây án và phân chia thi thể được tiến hành như thế nào? Cảnh sát đang rất chờ đợi các câu trả lời cho các câu hỏi này từ miệng của hung thủ. Sau khi vụ việc được tiết lộ, một cơn hoảng loạn lớn đã nổi lên trong khu chợ gần khu dân cư Thành Đông. Tất cả các chủ đề được thảo luận đều xoay quanh việc Diệp Giang Niên sát hại dã man vợ mình và chặt xác của cô ấy. Các phóng viên địa phương cũng đã tiến hành phỏng vấn những người dân xung quanh. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian này, phóng viên phát hiện ra rằng Niên được đánh giá là một người trung thực và có trách nhiệm trong mắt hàng xóm. Những người từng làm việc với Niên trong thời gian dài đều nói rằng Niên để lại ấn tượng vì rất tốt bụng, không ngần ngại giúp đỡ người khác, nhưng có điều hơi kín tiếng và tính cách khá nội tâm. Vấn đề này dường như đa số mọi người đều cho rằng vì Niên hiền lành sẽ không có mối liên hệ nào giữa kẻ sát nhân và Diệp Giang Niên.
những người hàng xóm của Niên nói rằng mỗi khi họ cần có sự giúp đỡ thì sẽ nghĩ đến Niên đầu tiên. Tóm lại, ấn tượng chung của đa số mọi người về Niên đều rất tốt. Nhưng nếu đúng, thì tại sao một người đàn ông lương thiện và tốt bụng lại làm ra chuyện tàn nhẫn và vô nhân đạo như vậy? Vì lý do gì mà Niên lại thực hiện hành vi dã man với vợ mình như vậy? Theo sự chỉ dẫn của Niên, các thành viên trong đội điều tra đã cùng trở lại căn hộ ở tầng 2, nơi vợ chồng Niên sống. Mặc dù căn hộ trông có vẻ cũ kỹ, nhưng hai vợ chồng đã sống ở đây 7 năm. Thông tin ghi nhận được vào năm 2003, Niên gặp Kinh qua sự giới thiệu của một người bạn. Khi đó, cả hai đều là những người trẻ, có ngoại hình đẹp và có vẻ ngoài hiền lành. Hai người đã yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên và nhanh chóng thiết lập mối quan hệ lãng mạn chỉ sau lần đầu gặp gỡ. Chỉ 11 tháng sau, Kinh và Niên đã kết hôn, cả hai người có với nhau một đứa con trai. Nhưng đến tháng 7 năm 2010, bố mẹ Kinh bất ngờ nhận được tin con gái bỏ nhà ra đi. Tuy nhiên, họ không tỏ ra bất ngờ vì dường như đã lường trước được sự việc này. Sự thật là cuộc sống hôn nhân của cặp đôi không hề viên mãn như người ngoài nghĩ. Hai người thường xuyên cãi vã. Điều này bố mẹ ruột của Kinh biết rõ, cho nên không thấy kỳ lạ khi con gái mình bỏ nhà đi. Họ cho rằng có lẽ cô ấy muốn sự tự do thay vì ngày nào cũng phải chịu đựng không khí ngột ngạt, khó chịu này. Sau khi vợ không nói không rằng mà cứ biệt tâm như vậy, Niên vô cùng lo lắng. Niên đã cùng với nhà vợ đi tìm một thời gian nhưng cuối cùng vẫn không ghi nhận kết quả gì. Theo những người hàng xóm, Niên mỗi ngày đều đi ra ngoài từ rất sớm trong khoảng thời gian đó và mãi đến tận đêm khuya mới trở về. Ở trên tay cầm một sấp thông báo dày về việc tìm vợ mất tích. Niên thậm chí còn rất chú ý xem tin tức. Bất cứ khi nào có người cùng độ tuổi với vợ bị sát hại, không rõ danh tính, Niên sẽ ngay lập tức đến hiện trường để nhận dạng thi thể. Tuy nhiên, lúc này chỉ có Niên biết rằng mọi việc mình làm đều là đang diễn cho người khác xem. Kinh thật sự đã bị hắn xé thành từng mảnh. Diệp Giang Niên, người được đánh giá là trung thực và có trách nhiệm, không ngờ kỹ năng diễn xuất lại tốt như vậy, không ai có một chút nghi ngờ về hắn. Bố mẹ của Kinh đều cho rằng con gái đã tìm được bến đỗ mới nên quyết tâm ngắt liên lạc. Họ cho rằng cô ấy sẽ không bao giờ quay lại, cũng không hề nghi ngờ Diệp Giang Niên. Vậy tại sao Niên lại tàn nhẫn với vợ mình như thế? Và làm thế nào hắn ta có thể bình tĩnh trong suốt 2 năm với những chiếc thùng xốp đựng thi thể ở trên tầng thượng khu dân cư? Nguyên nhân của sự việc bắt nguồn từ việc gia đình họ Tống lúc đó nổi tiếng là giàu có, sở hữu một bất động sản 4 tầng ở phía đông của thành phố Lưu Dương cũng như một cửa hàng có vị trí đắc địa. Nhưng toàn bộ tài sản của nhà họ Tống đều nằm trong tay của bố và các anh trai. Kinh là con gái đã theo chồng nên không được hưởng chút gì. Lúc này, Kinh muốn tự mình xây dựng sự nghiệp bằng việc mượn tiền bố kinh doanh tiệm mặt trược. Nhưng ý tưởng của Kinh vừa được đề xuất đã bị bố phản đối quyết liệt. Ông cho rằng con gái chỉ nên chú tâm vào việc nữ công gia chánh, sẽ không bao giờ làm được việc lớn gì. Kinh tức giận vì bị gia đình coi thường, cô quyết tâm ra ngoài kiếm đường làm ăn để chứng tỏ bản thân hoàn toàn có năng lực. Kinh rất xinh đẹp, có tính cách sôi nổi, giao tiếp tốt nên thu hút những đối tượng khác giới. Điều này khiến cho Niên bất an và muốn ngăn cản vợ mình. Niên nói với Kinh cứ yên tâm ở nhà, làm tròn bổn phận của người vợ, người mẹ, chuyện tài chính cứ để mình lo. Tuy nhiên, Kinh vốn rất cứng đầu, cô không muốn bản thân phụ thuộc, không muốn suốt ngày bị bó buộc với việc đi chợ, nấu ăn và chăm con. Kinh cho rằng những công việc lặp đi lặp lại hết sức nhàm chán, cô muốn tự do bay nhảy và làm điều mình thích. Bất chấp chồng có phản đối như thế nào, Kinh vẫn khăng khăng rời đi. Kể từ lúc bỏ đi, Kinh không thèm gọi điện hỏi thăm chồng con, luôn từ chối nhận cuộc gọi vì lý do bận bịu. Nửa năm sau, khi Kinh bỏ chồng con ra ngoài làm ăn, mẹ chồng cô qua đời vì bạo bệnh. Niên muốn nhân cơ hội này để gọi vợ về nhà, nhưng cô ấy vẫn từ chối. Kinh nói công việc quan trọng hơn, dù sao thì người cũng đã mất. Khi nào xử lý xong công việc thì cô sẽ trở về thăm nhang sau. Niên tức giận vì vợ không những không nể mình mà còn không nể cả bố mẹ mình nên nổi cơn thịnh nộ, nên đã trực tiếp đến nơi Kinh làm việc và cưỡng chế đưa cô về nhà. Không lâu sau khi về nhà, Kinh lại một lần nữa đề xuất ý định ra ngoài làm việc. Diệp Giang Niên vốn bất mãn từ lâu, hôm nay không thể chịu đựng được nữa, đã thẳng thừng tuyên bố nếu như cô ấy còn đi thì cả hai sẽ ly dị. Hai bên xảy ra đôi co,
Niên bất giác hỏi có phải vợ có nhân tình bên ngoài hay không, tại sao không có trách nhiệm với chồng và con cái. Không biết có phải do đang tức giận hay không mà Kinh đã lớn tiếng khẳng định rằng bấy lâu nay đã hết yêu chồng, bản thân cô ấy thích tiền tài và danh vọng hơn, cũng không muốn duy trì cuộc hôn nhân chắp vá này nữa. Cô cảm thấy Niên không có tham vọng, không có ý chí vươn lên, cô muốn người đàn ông bên cạnh phải thật sự xứng đáng với mình. Nghe những lời tuyệt tình từ vợ, Niên bước tới đẩy Kinh ngã xuống ghế sofa và bắt đầu đánh cô. Trong cơn thịnh nộ, hắn ta không kiềm chế được cảm xúc nên đã tóm cổ và dùng hai tay siết chặt cho đến khi đối phương tắt thở. Vài phút sau, Niên hoảng sợ khi biết bản thân mình đã gây ra tội ác. Để ngăn người khác phát hiện, Niên đã nghĩ đến một ý tưởng độc ác, chặt xác cô ấy. Sau khi chặt thi thể của vợ mình thành 9 mảnh, hắn ta đặt vào trong 3 chiếc thùng xốp màu trắng rồi rắc một lớp muối dày lên trên. Nhưng tại sao Diệp Giang Niên lại lựa chọn sử dụng phương pháp này? Trước đây, Niên từng kinh doanh thịt sông khói nên biết rằng muối sẽ giữ thịt được lâu hơn và ngăn bốc mùi. Sau đó mỗi tối, Diệp Giang Niên đều đến cửa hàng tiện lợi mua một lượng lớn muối rồi rắc thêm vào trong hộp xốp. Lúc đầu, Niên cảm thấy sợ, vì vậy hắn ta sẽ lên tầng thượng để kiểm tra sau mỗi 12 giờ. Nhưng dần dần hắn cũng thành quen nên chỉ kiểm tra vài ngày một lần. Khi bị một người dân bắt gặp, hắn ta luôn cười và nói rằng là thịt sông khói do mình làm. Hắn còn nói rằng sau khi muối thành công thì sẽ lấy một phần chia cho. Nhưng trước khi muối xong thì không được mở ra, nếu không sẽ bị hư. Vì những người hàng xóm luôn tin rằng đó là thịt sông khói và mong đợi đến ngày Niên chế biến thành thành phẩm rồi cho mình, nên không ai kiểm tra các thùng xốp suốt 2 năm qua. Mãi cho đến khi Lý Vương và bạn vô tình mở nắp, sự thật đã bị che giấu bấy lâu mới lộ ra. Mặc dù tự ra đầu thú nhưng Niên vẫn không tránh khỏi bản án cao nhất bởi tội ác giết người phân xác vô cùng dã man. Câu chuyện trong vụ án ngày hôm nay là do mâu thuẫn liên quan đến những vấn đề trong cuộc sống hôn nhân, nó không phải chưa từng xuất hiện mà thậm chí xuất hiện nhan nhản là đằng khác. Cách ứng xử từ tốn, sự tôn trọng nhau cũng như là cách điều tiết cảm xúc là yếu tố then chốt để giữ lửa mối quan hệ. Không dám chắc việc chia tay hay không, nhưng ít nhất là tránh xảy ra sự cố đáng tiếc như trường hợp trên. Các bạn nghĩ như thế nào về hung thủ và vụ án ngày hôm nay? Hãy bình luận phía bên dưới cho chúng mình biết về nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết vụ án này và cũng đừng quên đăng ký kênh Kỳ án Thế giới để biết thêm về những kỳ án có thật.